Theo nhiều báo cáo mới đây, ngành công nghiệp ô tô trong nước đang có những bước tiến mạnh mẽ. Nhiều hãng xe mới tham gia vào thị trường Việt Nam. Việc đầu tư dây chuyền sản xuất, lắp ráp cũng ngày một gia tăng. Dự kiến, tốc độ tăng trưởng của ngành này trong 5 năm tới sẽ đạt mức là 10,5% một năm. Vì vậy, ngành học kỹ thuật ô tô là một lựa chọn với những bạn trẻ đam mê lĩnh vực này. Chiếc xe này đang gặp lỗi, mất kim phun. Các sinh viên phải dùng máy chẩn đoán để tìm ra lỗi. Học đi đôi với hành là điều không thể thiếu ở ngành kỹ thuật ô tô. Việc học bằng tiếng Anh kết hợp với các kỹ năng mềm giúp sinh viên trong môi trường kỹ thuật rèn luyện được tư duy phản biện, tính sáng tạo để thích ứng với nhiều vị trí việc làm sau này. Cơ hội làm việc của em cũng khá rộng mở. Em có thể làm việc ở các nhà máy hoặc là các tập đoàn nghiên cứu về phát triển ô tô, về phát triển phần mềm bọn em cũng có thể làm việc, về các thí nghiệm của ô tô bọn em cũng có thể làm việc, thậm chí là kỹ sư phần mềm. Công nghệ ô tô đang phát triển mạnh mẽ, vì thế việc được thực hành trong các phòng thí nghiệm hiện đại, chuẩn quốc tế là rất cần thiết. Chương trình cử nhân ngành kỹ thuật ô tô bao gồm 1 năm đại cương và 2 năm chuyên ngành, trong đó sinh viên có 3 đến 6 tháng thực tập tốt nghiệp tại các viện, trung tâm nghiên cứu, doanh nghiệp ô tô tại Việt Nam, Pháp và nhiều quốc gia khác. Ngoài cái việc hiện đại ra còn có xuống liên ngành, đó, không chỉ là trong lĩnh vực ô tô mà còn liên quan cả những lĩnh vực khác, ví dụ những lĩnh vực điều khiển cơ điện tử, do những trang thiết bị ở xưởng ô tô này cũng có thể là có sự liên quan đến những ngành nghề khác, cũng như là những ngành nghề khác cũng bổ trợ cho ngành ô tô, tạo thêm một cái thể thống nhất có tính liên lạc với nhau trong toàn bộ các chương trình đào tạo. Không chỉ dừng lại việc lấy bằng cử nhân, sinh viên tốt nghiệp ngành kỹ thuật ô tô có nhiều cơ hội học tiếp lên thạc sĩ tại nước ngoài, đặc biệt là tại Pháp và các nước châu Âu để tiếp tục phát triển sự nghiệp nghiên cứu hoặc trở thành giảng viên.